Galaxy S23 Plus mà chúng ta gán vào mức giá chỉ vào khoảng tầm 16 triệu hơn. Các bạn có thể tham khảo tại Hòa Mobile ngay lúc này tại phía bên dưới. Và thậm chí các bạn xét ở mức giá của Galaxy S23 Ultra chỉ loanh quanh khoảng hơn 20 triệu tại đây. Thì cho dù sắp tới là Galaxy S24 được ra mắt thì mình vẫn đánh giá Galaxy S23 và Galaxy Galaxy S23 series vẫn thật sự là cực kỳ đáng mua bởi vì những cái thứ sau này. Ok, chúng ta sẽ nói kỹ hơn ngay sau intro nha. Yếu tố đầu tiên thì chắc chắn nó sẽ là giá bán trước đã. Mình cũng không rõ là Galaxy S24 series năm nay sẽ định cái mức giá bao nhiêu ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên thì có rất nhiều những cái thông tin rò rỉ bên lề đến từ cái việc đó là Galaxy S24 series chính hãng tại thị trường Việt Nam sẽ quay lại sử dụng cái con chip Exynos. Nếu mà như thế thì cũng hơi bị suy nghĩ thật sự. Nhưng mà thôi, yếu tố đấy chúng ta sẽ bàn đến sau tại vì nó chỉ là những thông tin rò rỉ. Nhưng cái quan trọng nhất đó là năm nay Samsung lại tập trung vào AI rất là nhiều. Những cái poster, những cái teasing, những cái mời chào theo dõi sự kiện này, hay thậm chí ngay cả những cái định hướng làm content của bản thân mình đối với brand Samsung ấy, thì năm nay cũng sẽ tập trung vào AI rất là nhiều. Cái cụm từ AI nó là cái thứ được nhắc đi nhắc lại xuyên suốt thời gian vừa qua, và không chỉ điện thoại đâu, ngay cả rất nhiều dòng sản phẩm khác như máy tính các kiểu thì cũng sẽ là AI. Và bản chất ở đây thì AI nó là những cái yếu tố liên quan đến vấn đề gọi là phần mềm. Và thừa sức những cái điện thoại như thế này nếu như được cập nhật lên những cái phiên bản AI mới ấy, thì mình tin là nó vẫn có thể làm được những cái công việc mà Galaxy S24 series sắp tới sẽ làm được. Và các bạn cũng hiểu một điều đó là với Samsung thì khi họ nâng cấp lên những phiên bản update phần mềm mới ấy, thì gần như là họ cũng sẽ trang bị những tính năng mới vào những dòng điện thoại cũ. Và đấy cũng là một yếu tố rất quan trọng để các bạn có thể suy nghĩ đến việc đấy, là kể cả là mua Galaxy S23 Plus như thế này với mức giá chỉ loanh quanh khoảng hơn 16 triệu thì nó cũng có cái trải nghiệm không khác gì nhiều so sánh với những cái mẫu máy sắp ra tới đây của Samsung. Nhưng mà mình nghĩ là cũng sẽ có một vài những yếu tố có thể thay đổi. Đó là việc ví dụ như những dòng điện thoại mới thì nó sẽ có những con NPU để hỗ trợ dành riêng cho những công việc liên quan đến AI, để xử lý AI một cách mượt mà hơn. Nhưng mà bản chất thì các bạn có thể thấy những cái dịch vụ AI bây giờ như là ChatGPT, Google Bard, hay là thậm chí những cái tool công cụ phần mềm để mà làm những thứ liên quan đến xử lý giọng nói, hình ảnh, generate fill các thứ gì đó, thì hầu như là tất cả những cái thiết bị kiểu cũ tuy không có nhiều những nhân NPU thì nó vẫn xử lý một cách rất là ok. Thì bản chất nó chỉ là vấn đề về mặt phần mềm. Thì phần mềm như thế thì rõ ràng chúng ta có thể update trong thời gian sắp tới một cách rất là ok trên những cái dòng điện thoại cũ như thế này. Có chăng là Samsung có chịu mở ra và làm hay là không mà thôi. Ok, còn bây giờ nhìn vào giá trị cốt lõi của một cái điện thoại thì mình tin là phần lớn mọi người cũng sẽ chỉ quan tâm đến yếu tố ví dụ như là hiệu năng của nó có mạnh hay là không, màn hình có đẹp hay là không, sử dụng những cái ứng dụng hàng ngày có mượt mà hay là không, hay là chơi game cái thứ thì nó có sướng hay là không. Thì tất cả những yếu tố như vừa rồi, tất cả những yêu cầu như vừa rồi thì Galaxy S23 Plus hiện tại như đang có trên tay của mình đây, hay là Galaxy S23 Ultra, thì nó đều đáp ứng một cách cực kỳ là tốt. Nói về hiệu năng thì Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy chắc chắn là cái tên mà các bạn cảm thấy yên tâm hoàn toàn về mặt hiệu năng, về mặt nhiệt độ, về mặt tối ưu thời lượng pin. Và rõ ràng là Galaxy S23 series năm nay đã lột xác một cách hoàn toàn, gần như về mọi mặt liên quan đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày so sánh với những thế hệ trước đây của Samsung. Và nếu như so sánh với những cái thế hệ trước đây mà chạy chip Exynos thì nó là một trời một vực khác nhau hoàn toàn luôn. Pin trâu hơn, dùng mượt hơn, máy ít nóng hơn, và kể cả xử lý những thứ liên quan đến cái camera hay là edit video các thứ thì nó cũng đã đều mượt mà hơn rất là nhiều. Và dành cho bạn nào chưa biết nhá, thì khi con Galaxy S23 Plus này lên cái phiên bản One UI 6.0 á, thì thật sự cái độ mượt của nó còn được cải thiện một cách cực kỳ là rõ rệt. Thế nên là cho dù trong những cái tác vụ hàng ngày như thế nào chăng nữa, gần như các bạn sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng đến cái việc là cái máy này có bị lag hay là không. Bây giờ cái kiểu mà nói về Android lag nó câu chuyện của cách đây gần chục năm rồi các người anh em ạ. Thế nên là bây giờ cứ tẹt ga mà chơi nhá, không phải suy nghĩ gì quá nhiều. Ok, rồi nó cũng có đầy đủ tất cả những yếu tố của một chiếc điện thoại flagship xịn sò, mà mình tin trong thế hệ tới là Galaxy S24 series thì nó cũng không khác biệt gì nhau nhiều. Ví dụ như viền màn hình mỏng đều nhìn cực kỳ đẹp. Ví dụ như cái phần mặt lưng bằng kính hoàn thiện quá tốt. Khung viền này, nói chung là không thể nào chê được về cái trải nghiệm thị giác, về cái thiết kế và cái sự đơn giản cũng như cực kỳ đẹp mà cái điện thoại này mang lại. Và đương nhiên chúng ta vẫn sẽ có màn hình Dynamic AMOLED 2X quá đẹp, quá mượt. Chúng ta vẫn có hệ thống camera không thể nào chê được trong cái tầm giá này. Cho dù các bạn chụp ở cái chế độ đấy là thông thường, chụp chế độ chụp chân dung, hay thậm chí là các bạn chụp tele xóa phông rồi chúng ta chụp cận vào sản phẩm, thì cũng không thể nào che giấu các bạn làm gì. Thì đây nó là cái điện thoại
mà hiện tại team mình đang sử dụng để chụp hình sản phẩm cực kỳ là nhiều luôn. Cái máy này cũng là cái máy mà nhà mình chụp nó để mà up những cái sản phẩm lên trên Shein Store đấy anh em. Tất cả chụp hình là bằng cái máy này hết. Thậm chí quay video review trên kênh đồ chơi công nghệ của mình thì cũng bằng cái máy này luôn. Đây, video review cái bàn phím hôm vừa rồi đây, anh em có thể thấy. Đó. Tức là gì? Mình rất tự tin vào cái chất lượng camera trên cái điện thoại này. Nói riêng là con Galaxy S23 Plus này, và nói rộng ra đó là Galaxy S23 Series. Bởi vì thậm chí Galaxy S23 Ultra nó còn ngon hơn nhiều nữa cơ. Đấy, tầm giá và trải nghiệm thì có vô địch hay là không? Hay nó cũng có đầy đủ tất cả những thứ như là loa stereo, sạc không dây, sạc ngược không dây, pin đủ trâu, sạc thì 45W, có thể nói là tạm đủ nhanh, không thực sự là quá xuất sắc nhưng cũng ở mức chấp nhận được. Hay là nó là Samsung, nó vẫn là thương hiệu top 1 tại Việt Nam, và thậm chí cho dù là hàng cao cấp, dòng tầm trung thì hiện tại Samsung vẫn đang on top tại Việt Nam. Đấy là điều không thể nào phủ nhận được. Và để nói về điện thoại cao cấp có mặt ở Việt Nam mà gọi là bán được nhá, thì ngoài Apple iPhone ra thì cũng chỉ có Samsung Galaxy dòng S mà thôi. À, dòng S và dòng Z mà thôi. Các bạn có đồng ý được không? Comment. Và bây giờ Samsung thì một năm họ chỉ ra một cái dòng dạng thanh flagship như thế này mà thôi. Năm ngoái là Galaxy S23 Series bán nguyên năm. Năm nay là Galaxy S24 Series chắc chắn cũng sẽ bán nguyên năm. Cuối năm là dòng Galaxy Z mới. Thế thì các bạn nghĩ sao về Galaxy S24 sắp tới và những cái nâng cấp như thế của nó và những cái thông tin rò rỉ như thế của nó, thì lựa chọn Galaxy S23 Series thời điểm này có xứng đáng hay là không? Riêng mình thì nhắc đến Galaxy S23 Plus và Galaxy S23 Ultra năm nay thì gần như mọi người bàn tán trên Facebook hay trên những hội nhóm thì gần như không có điểm gì để mà chê. Có chăng cái điều hơi đáng tiếc đó là việc cái máy này nó chỉ có dung lượng RAM là 8GB mà thôi. 8GB RAM. Và đây là Galaxy S23 Plus nha các bạn nha. Các bạn mua Galaxy S23 Ultra cho dù là cái bản Bay á 256GB thì nó cũng sẽ chỉ có 8GB RAM mà thôi. Đương nhiên với 8GB RAM thì chúng ta cứ thẳng thắn với nhau, với một mẫu flagship mà 8GB RAM thì nó hơi ít, nhưng cũng không thể phủ nhận được một điều, đấy là Samsung tối ưu thì càng ngày nó càng trở nên tốt hơn. Và với 8GB RAM thì nó vẫn đáp ứng được rất tốt cái nhu cầu cơ bản hàng ngày. Và nếu như các bạn có nhu cầu cao hơn thì chúng ta có thể lên cái phiên bản 512GB trên Galaxy S23 Ultra thì chúng ta sẽ có 12GB RAM, máy sẽ chạy thoáng và mượt hơn khá là nhiều. Thì cái đấy nó cũng sẽ tùy thuộc và nhu cầu của các bạn thôi. Cần cái nào thì chọn cái đó. Quan trọng là tiền. Cho dù các bạn chọn được cái phiên bản nào đi chăng nữa thì mức giá của Galaxy S23 Series tại thời điểm này vẫn phải nói là quá tốt luôn. Và nếu như các bạn mong chờ nó sẽ giảm giá thêm thì mình nghĩ sẽ là không đâu. Tại vì rất nhiều đại lý lớn chính hãng thì đây nó là cái mức giá chạm đáy rồi các bạn ạ. Sắp Tết rồi, suy nghĩ xem mua hay là không nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.